tôi giới thiệu các bạn đây là cái quá trình mà cái kỹ thuật viên đang tiến hành để cân lại cái mâm xe sau khi đã gắn cảm biến áp suất lớp. Tại vì gắn cảm biến áp suất lớp là cái van cảm biến nó bằng kim loại để nó sẽ nặng hơn cái van cao su của zin, nên nếu mình gắn vô mình không cân lại lớp là nó sẽ mất cân bằng động của cái lớp đó. Nên ở AB thì sau khi gắn cảm biến áp suất lớp xong là mình phải cân bằng động lại cái lớp để cho nó khi mình chạy tốc độ cao nó không bị dằn cái lớp. Đây là cái máy cân điện tử này. Đó, mình sẽ quay cái quá trình luôn để cho các bạn thấy được cái cân này họ cân bằng như thế nào. Đó, cái bánh nó sẽ bỏ vô máy rồi nó quay và nó sẽ cho mình biết cái độ lệch trọng tâm nó đang ở đâu. Cái trọng tâm nó phải nằm ngay cái cốt bánh đó, thì khi cái bánh nó quay nó không bị dập. Đó, nó chỉ, cái máy nó chỉ ngay đó thì đang bị lệch 35g mấy em. Đó, nó đang bị lệch 35g. Vậy thì mình phải dán ở phía đối diện 35g để kéo cái trọng tâm nó về ngay cốt bánh. Đó, sau khi dán xong thì mình bỏ vô mình quay test phát. Rồi, vẫn đang bị lệch 5g. Vậy thì bây giờ nó máy này đó nó chỉ cho mình biết rồi. Rồi mình dán chỗ nào 5g nó lệch chỗ khác. Giờ mình dán vô xong rồi mình kiểm tra lại phát nữa. Bánh nó đã được cân bằng đều rồi đó. Rồi bây giờ tháo ra, bây giờ gắn vô xe thì chạy ở tốc độ cao nó không bị dằn nữa các bạn ha. Nó nhịp á. Rồi, đó, gắn cảm biến áp suất lớp tại AB luôn được làm cái dịch vụ này ha. Cảm ơn. Rồi, các bạn cần tư vấn và báo giá các cái sản phẩm này có thể liên hệ tới số hotline 1900252526 hoặc là qua các kênh truyền thông của AB như fanpage của AB Car Care hoặc là website abcarcare.vn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.